get lost in your deep blue eyes, like a shell in the sea. I fall in love over and over when you're looking at me. I think about all the work we've done and all that we'll. Give up on this one, life together, 'cause you were my love.
vị tôi về bên xin xin được tên lời cho bên phía đại diện gia đình nhà trai, thanh lời cho cô dâu và chú rể. Xin được trân trọng kính chuyển lời mời tới toàn thể các cụ, các ông các bà, cô dì chú bác của đại diện gia đình nhà gái. Xin được trân trọng kính chuyển lời mời tới toàn thể quý vị quan khách và con lối xóm. Một lần nữa chúng ta sẽ cùng di chuyển về với khán phòng cưới hạnh phúc của gia đình nhà trai chúng tôi. Và tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng chủ động tự lựa chọn cho mình với những vị trí chỗ ngồi trang trọng nhất để cùng được chờ đợi với những khoảnh khắc chung đôi, sự hiện diện của đôi con trẻ, các chú rể Lương Cường và cô dâu Hà Uyên. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Nồng nhiệt chào mừng toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác của đại diện gia đình nhà trai, gia đình nhà gái. Xin được nồng nhiệt chào mừng toàn thể quý vị khách quý, bà con lối xóm đang cùng có mặt tại chương trình đại lễ thành hôn của đứa con trẻ Lương Cường và Hà Uyên trong buổi chiều của ngày hôm nay. Kính thưa tới toàn thể quý vị và các bạn thân mến, trăm năm thì chỉ có một ngày và một ngày thì chỉ có một giờ hôm nay, và đó là ngày vàng tháng bạc giờ kim cương. Lòng nhiệt tình của toàn thể quý vị, chúng ta đã không quản ngại đường xa xa xôi, cùng với chút thời gian vàng ngọc của mình, trở bước về với sân khấu cưới hạnh phúc của gia đình nhà trai chúng tôi trong chương trình đại lễ thành hôn của đôi con trẻ Lương Cường và Hà Uyên trong buổi chiều của ngày hôm nay. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc của gia đình nhà trai chúng tôi. Vì vậy, lúc này đây tại sân khấu cưới hạnh phúc của gia đình nhà trai, ban tổ chức chúng tôi cùng với gia đình nhà trai đã chuẩn bị rất nhiều với những bàn đại tiệc để chào đón sự có mặt hiện diện đông đủ của tất cả quý vị. Cho phép ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính chuyển lời mời tới toàn thể các cụ, các ông, các bà đại diện cho gia đình nhà trai nhà gái, những thành phần chủ chốt của hai gia đình. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị quan khách, bà con lối xóm. Một lần nữa chúng ta sẽ cùng an tọa trước bàn trà hạnh phúc của gia đình nhà trai để cùng tự nhiên mời nước, mời chầu, mời trà, ăn bánh kẹo ngọt, và chúng ta sẽ cùng được chung chia niềm vui, cùng được hòa mình vào với chương trình đại lễ thành hôn của đôi con trẻ tân chú rể Lương Cường và cô dâu Hà Uyên. Và kính thưa toàn thể quý vị, các bạn thân mến, đúng thật là yêu nhau thì không quản xa gần, mà cầu không tay vịn cũng lần mà sang. Yêu nhau thì không quản lòng than, mấy sông ta cũng lội và mấy ngàn ta cũng qua. Có thể nói rằng tình yêu nó thật đơn giản và thiết thực, nhưng nó thật gần gũi, thiêng liêng và cao cả. Tình yêu thì nó được ví như sự giao hòa tuyệt đối giữa âm và dương, giữa trời và đất, giữa ngày và đêm. Tìm hiểu, yêu thương, gắn kết và tạo dựng, đó là quy luật của mỗi con người trong kiếp nhân sinh. Và kể từ khi được sinh ra, lớn lên trong vòng tay yêu thương đùm bọc của ông bà bố mẹ hai bên gia đình, cho đến khi khôn lớn trưởng thành thì đôi tân hôn cũng đã gặp gỡ và quen biết nhau. Để rồi ngày hôm nay, họ đã chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức chương trình đại lễ thành hôn. Và để có được ngày hôm nay thì cô dâu và chú rể của chúng ta, họ đã phải trải qua rất nhiều với những quá trình tìm hiểu, yêu đương, kỹ lưỡng. Bên cạnh đó phải có được sự đồng ý, nhất trí của gia đình nhà trai, gia đình nhà gái, được sự cho phép của các cấp chính quyền địa phương hai nơi cô dâu và chú rể của chúng ta sinh sống, học tập và làm việc. Ngày hôm nay, ngày lành tháng tốt, ngày bà ông tơ bà Nguyệt xe duyên, đúng vào thứ Sáu, ngày 7 tháng 10 năm 2022, là ngày 12 tháng 9 năm Nhâm Dần. Gia đình nhà trai chúng tôi, gia đình bố Lương Văn Tuân, mẹ Vi Thị Lan, đến từ địa chỉ thôn Hin, Lũng Cao, Bá Thước, Thanh Hóa, xin được long trọng tổ chức chương trình đại lễ thành hôn cho đôi con trẻ Lương Cường và Hà Uyên. Lời có mặt của toàn thể quý vị, đó là những sự hiện diện đầy đủ, đó là những động lực vững chắc để cho đôi con trẻ được xây dựng hạnh phúc trăm năm.
Vì vậy, lời đầu tiên cho phép ban tổ chức chúng tôi xin phép được thay lời cho bên phía đại diện gia đình nhà trai, thay lời cho chú rể và cô dâu, xin được trân trọng kính gửi tới toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác đại diện hai gia đình nhà trai nhà gái lời kính chúc sức khỏe, lời chào thân thương, nồng nhiệt nhất. Chúc cho buổi lễ thành hôn của chúng ta thành công, tốt đẹp. Và kính thưa toàn thể quý vị, các bạn thân mến, trải qua rất nhiều với những năm đợi tháng chờ, hai gia đình nhà trai nhà gái chúng ta đã trải qua rất nhiều với những cuộc gặp gỡ. Và ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt, hai gia đình nhà trai nhà gái chúng ta đã đi đến thống nhất để tổ chức chương trình đại lễ thành hôn cho đôi con trẻ. Và trong cùng bầu không khí trang trọng lộng lẫy mà gia đình nhà trai chúng tôi được chào đón, được đón tiếp toàn thể quý vị, và sự hiện diện đông đủ của tất cả quý vị, đó sẽ là những động lực để cho đôi con trẻ được xây dựng hạnh phúc trăm năm. Và kính thưa toàn thể quý vị và các bạn thân mến, miếng trầu là đầu câu chuyện, mà chén nước trà đậm mang nghĩa tình thông gia. Với những miếng trầu, với những chén trà, với những bàn đại tiệc mà gia đình nhà trai chúng tôi đã chuẩn bị, rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả quý vị. Và tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng tự nhiên mời nước, mời trầu, mời trà để ăn bánh kẹo ngọt, và chúng ta sẽ cùng hướng tầm nhìn của mình trở về sân khấu cưới ngày hôm nay để cùng được chào đón sự hiện diện của đôi con trẻ. Tân chú rể Lương Cường và cô dâu Hà Uyên sẽ cùng nắm chặt tay nhau, khởi thân đứng lên và cùng nhau thực hiện một cái cúi đầu thật sâu để kính chào ra mắt tới toàn thể hội hôn. Xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị chúng ta cùng nổ một tràng pháo tay để cùng được chào đón. 3, 2, 1, xin mời! Và kính thưa quý vị thân mến, ngay lúc này đây với những sắc pháo tung bay, với những tiếng nhạc rộn vang, thì nguyện cho hai trái tim cùng chung một nhịp đập đã tương chứng trên tình yêu của cô dâu và chú rể. Và lúc này đây xin được trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng an thọ chúc mừng trái hạnh phúc của gia đình nhà trai chúng tôi để cùng tiếp tục chương trình ca nhạc khăn mừng duyên mới, chúc mừng ngày vui trăm năm hạnh phúc của cô dâu và chú rể. Và xin được trân trọng kính mời hai em chúng ta tạm ngồi về bàn hạnh phúc của mình đi ạ. Kính thưa toàn thể quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì gia đình nhà trai chúng tôi muốn gửi tới tất cả quý vị với những lời cảm ơn tri ân chân thành nhất. Và tất cả quý vị chúng ta đều mang trở bước về với gia đình nhà trai với những hành trang, với những cấu trúc tốt đẹp nhất, đó là điều vinh dự nhất của gia đình nhà trai chúng tôi. Và để đáp lại những tình cảm thân thương đó thì gia đình nhà trai chúng tôi có nhiều với những bàn tiệc, có chầu, có nước, và sẽ được trân trọng kính mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng được chào đón với tình cảm thân thương, một chút lễ lộc của gia đình nhà trai qua phần thể hiện trở lại sân khấu của nữ ca sĩ khách mời Thúy Nga với tổ khúc Giao Duyên, Mời Nước, Mời Trầu. Xin được trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng được đón nhận với một chút lễ lộc, với những miếng trầu, chén trà của gia đình nhà trai. Xin được trân trọng kính mời. Lời đầu tiên cho phép Thúy Nga xin gửi lời chào, lời chúc tốt đẹp nhất đến quý quan viên hai họ. Thank you.
Vâng, xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới nữ ca sĩ khách mời Thúy Nga đã cùng được gửi tặng tới toàn thể quý vị. Và kính thưa tới toàn thể quý vị và các bạn thân mến, tình cảm tình yêu thì là của men say, mà kết tình theo những tháng ngày ước mong. Trai lớn thì dựng vợ, gái ngoan thì gả chồng. Để có được ngày hôm nay thì cô dâu và chú rể của chúng ta đã phải trải qua rất nhiều với những quá trình tìm hiểu. Và đến giờ phút này thì tất cả quý vị và các bạn chúng ta đang cùng được tham dự và cùng được chung chia niềm vui trong chương trình đại lễ thành hôn của tân chú rể Lương Cường và cô dâu Hà Uyên. Và trong phía ban tổ chức, chúng tôi xin được trân trọng kính mời tới tất cả quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục mời nước, mời chầu, mời trà, ăn bánh kẹo ngọt và sẽ cùng hướng sự quan tâm của mình trở về sân khấu chính để cùng dành tặng cho cô dâu và chú rể với những sự quan tâm đặc biệt nhất, để cùng được chào đón và cùng được chúc mừng họ trong nghi lễ đầu tiên buổi chiều của ngày hôm nay với cặp vòng nhẫn cưới yêu thương. Xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ cùng khởi thân đứng lên để cùng trao cho nhau với cặp vòng nhẫn cưới ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Và kính thưa toàn thể quý vị, các bạn thân mến, với cặp vòng nhẫn cưới yêu thương ngày hôm nay đây là một vòng tròn có điểm xuất phát, không có điểm dừng. Nó tượng trưng cho tình yêu của Lương Cường dành tặng cho Hà Quyên, Hà Uyên trong buổi chiều của ngày hôm nay. Và tất cả quý vị chúng ta đang cùng được chứng kiến với những khoảnh khắc chung đôi niềm hạnh phúc của cô dâu và chú rể. Lúc này cô dâu và chú rể của chúng ta, họ đang cùng trao cho nhau với cặp vòng nhẫn cưới ngày hôm nay. Và kể từ giờ phút này thì gia đình nhà trai đã có thêm một thành viên mới, một người con dâu thảo hiền nết na, đẹp người đẹp nết. Kể từ giờ phút này, cô dâu Hà Uyên sẽ có nhiệm vụ trọng trách cao cả, đó là phụng dưỡng ông bà, bố mẹ, anh chị em gia đình nhà trai. Xin được thay lời cho ban tổ chức, xin được kính chúc cho cô dâu chú rể của chúng ta sẽ trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Tiếp tục chương trình, xin được trân trọng kính mời hai em chúng ta sẽ cùng nắm chặt tay nhau và di chuyển về với ba tổng bánh yêu thương, ba tổng bánh ngọt, ba tổng bánh tình yêu, để rồi cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ cùng chung tay đặt lên với những lát cắt đầu tiên trong buổi chiều của ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, với ba tổng bánh yêu thương, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với tổng bánh thứ nhất ở vị trí thấp nhất ạ. Tổng bánh ở vị trí thấp nhất là tổng bánh to nhất. Tổng bánh này tượng trưng cho một nền tảng vững chắc, một tình yêu vĩnh cửu, lòng thủy chung son sắc đời đời của con người Việt Nam. Và di chuyển lên tổng bánh thứ hai. Tổng bánh thứ hai ở ngay vị trí trung tâm, hay còn gọi là tổng bánh chung. Tổng bánh này tượng trưng cho sự có mặt đông đủ của tất cả các cụ, các ông, các bà, toàn thể quý vị con khách, bà con lối xóm. Và di chuyển lên tổng bánh thứ ba. Tổng bánh thứ ba là tổng bánh cuối cùng, tổng bánh nhỏ nhỏ xinh xinh ở vị trí cao nhất, vì nó tượng trưng cho một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to. Nơi đó sẽ có con đàn, sẽ có cháu đóng để cho hai gia đình nhà trai nhà gái chúng ta được bế và được bồng, được yêu thương. Xin được chúc mừng cô dâu chú rể. Tiếp tục chương trình, xin được trân trọng kính mời hai em chúng ta sẽ cùng di chuyển về tòa tháp ly. Và tiếp theo chương trình, xin được trân trọng kính mời tới tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng tiến tới với nghi thức rót rượu cưới của cô dâu và chú rể. Và lúc này đây, xin được trân trọng kính mời chú rể của chúng ta sẽ cùng nhẹ nhàng với những thao tác để cùng bật ra cho mình với nắp chai tình yêu đầu tiên. Xin được kính mời. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, lúc này đây với chai rượu tình yêu đầu tiên đang được chú rể của chúng ta bật nắp, và tiếng nổ giòn vang của chai rượu tình yêu đầu tiên đã được khơi nguồn cảm xúc. Xin được trân trọng kính mời hai em chúng ta sẽ cùng nâng thật cao với chai rượu tình yêu này để cùng chung tay rót vào tháp ly. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, trong tháp ly sẽ có một chiếc ly ở vị trí cao nhất. Chiếc ly này sẽ có nhiệm vụ truyền tải những dòng rượu mà cô dâu chú rể của chúng ta rót vào tháp ly đến từng chiếc ly ở vị trí thấp hơn. Và những dòng rượu tươi hồng đang cùng được hòa quyện với những làn đá khói tạo thành một hình ảnh vô cùng đẹp. Và tất cả quý vị chúng ta đều nhìn thấy rằng đây là một con suối nguồn, một con suối của tình yêu, một con suối của màu hồng, một con suối của sự thủy chung, một con suối của niềm vui và là niềm hạnh phúc. Người trị vì đó là chú rể Lương Cường và cô dâu Hà Uyên. Xin được chúc mừng cô dâu và chú rể của chúng ta đã cùng hoàn tất với chai rượu tình yêu đầu tiên. Và tiếp tục chúng ta sẽ cùng tiến tới với chai rượu tình yêu thứ hai. Xin được trân trọng kính mời.
Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, chai rượu tình yêu thứ hai đã được bật nắp. Và tiếp tục xin được trân trọng kính mời cô dâu chú rể của chúng ta tiếp tục sắp vào tháp ly ạ. Xin được kính mời. Kính thưa toàn thể quý vị và các bạn thân mến, đúng thật là em như một chén rượu đào, anh chưa nhấp miệng mà lòng đã say. Nếu em là chén rượu cay, anh xin uống cạn để say trọn đời. Lúc này đây, cô dâu và chú rể của chúng ta đang cùng tiến tới với chai rượu tình yêu thứ hai. Và hai em hãy để dành lại một chút rượu trong chai ạ. Sẽ cùng rót vào với hai chiếc ly dao môi đang đặt dưới bàn hạnh phúc. Và cô dâu chú rể của chúng ta sẽ cùng tiến tới với nghi thức tiếp theo. Đó là nghi thức uống rượu dao môi. Và tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng hướng với sự quan tâm của mình và dành tặng một tràng pháo tay thân thương để cùng được chúc mừng tới cô dâu chú rể được không ạ? Xin được trân trọng kính mời ạ. Và xin được trân trọng kính mời cô dâu chú rể chúng ta sẽ cùng di chuyển về chính giữa sân khấu để rồi sẽ cùng thực hiện với một hành động vô cùng thiết thực ngày hôm nay. Đó là đan tay hình trái tim, một hình tượng của tình yêu. Xin được trân trọng kính mời ạ. Cô dâu chú rể của chúng ta sẽ cùng thực hiện với hành động đan tay hình trái tim. Và tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đồng thanh đến với tôi ạ. 1, 2, 3, xin mời cạn ly ạ. Xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng hướng với những sự quan tâm đặc biệt của tất cả mọi người dành tặng cho cô dâu chú rể. Xin được cảm ơn cô dâu chú rể rất nhiều. Và kính thưa toàn thể quý vị, các bạn thân mến, trải qua với một quãng thời gian ngắn ngủi nhất định thì tất cả quý vị và các bạn chúng ta đã cùng được chứng kiến với những khoảnh khắc chung đôi của cô dâu và chú rể, với những nghi thức trang trọng ý nghĩa mà đôi con trẻ của chúng ta đã cùng chung tay thực hiện trong buổi chiều của ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị, với những phần quà đặc biệt của gia đình nhà trai và gia đình nhà gái sẽ được gửi tặng tới tân cô dâu và tân chú rể trong buổi chiều của ngày hôm nay. Và ban tổ chức chúng tôi đã đón nhận được rất nhiều với những bản đăng ký, với những phần quà được gửi tặng tới tân cô dâu và tân chú rể. Và lúc này đây, để tiến tới với những phần quà đó, xin được trân trọng kính mời cô dâu chú rể của chúng ta sẽ cùng vui lòng đứng tại chỗ để cùng được đón nhận với những phần quà đặc biệt đến từ bên phía đại diện gia đình nhà trai, đến từ bên nội và bên ngoại của chú rể. Với phần quà đầu tiên, xin được trân trọng kính mời giới thiệu trở về sân khấu sự hiện diện của người bố và người mẹ kính yêu của chú rể sẽ cùng bước về sân khấu cưới ngày hôm nay để cùng trao cho các con của mình với những phần quà ý nghĩa nhất. Xin được trân trọng kính mời bố mẹ. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, sinh con ra nuôi con lớn lên, mong con khôn lớn học hành thành tài, đó là điều tất cả những người bố, người mẹ đều hằng mong ước ngày đêm. Và những điều mong ước đó ngày hôm nay đây đã trở thành hiện thực. Họ đang được chứng kiến các con của mình khôn lớn từng ngày, và đặc biệt ngày hôm nay đã tìm được một nửa cuộc đời của mình. Và ngày hạnh phúc chung đôi của hai con thì những người bố, người mẹ đang cùng dành tặng cho cô dâu chú rể với những phần quà đặc biệt nhất để cùng thay cho những lời chúc mừng hạnh phúc tốt đẹp nhất. Xin được cảm ơn bố mẹ rất nhiều. Và xin được kính chúc cho bố mẹ sẽ luôn luôn thật nhiều sức khỏe, sẽ mãi mãi hạnh phúc bên các con, các cháu của mình. Và xin được chúc cho đại gia đình nhà trai, gia đình nhà gái chúng ta sẽ thật nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài, phát lộc. Xin được trân trọng cảm ơn. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, sau phần quà của bố và mẹ của chú rể ngày hôm nay sẽ là phần quà của bà nội, phần quà của thím Bảo và phần quà của chú Bảo. Xin được trân trọng kính mời chuẩn bị ạ. Và xin được trân trọng kính mời nhà công Minh Nhâm có thể nhỏ nhàng một chút không ạ? Để cho nhà nhiếp ảnh gia có thể tiện điều chỉnh với những góc ảnh đẹp nhất buổi chiều ngày hôm nay ạ. Xin được trân trọng cảm ơn. Và tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng được chào đón sự hiện diện phần quà của người bà nội chú rể, phần quà của gia đình thím Bảo, bên cạnh đó là sự hiện diện của chú Bảo. Xin được trân trọng kính mời. Và sau phần quà của bà nội, thím Bảo, chú Bảo sẽ là phần quà của bà Thắng, phần quà của cháu Thắng chuẩn bị ạ. Xin được cảm ơn bà nội, cảm ơn gia đình chú thím Bảo rất nhiều. Tiếp theo, xin được trân trọng kính mời giới thiệu trở về sân khấu phần quà của gia đình bà Thắng, phần quà của cháu Thắng. Xin được trân trọng kính mời ạ. Và sau hai phần quà này sẽ là phần quà của thím Vi, phần quà của em Vi. Và xin được thay lời cho bên phía đại diện gia đình nhà trai cũng như cô dâu và chú rể, một lần nữa xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục mời nước, mời chồng, mời cha
để chúng ta sẽ cùng tiến tới với những phần quà đặc biệt của gia đình nhà trai đến từ bên nội và bên ngoại của chú Sẩy. Chúng ta đang cùng được chào đón với sự hiện diện qua phần quà của gia đình bà Thắng, phần quà của cháu Thắng. Và tiếp theo chương trình sẽ được trân trọng kính mời giới thiệu trở về sân khấu với phần quà của Thím Vi và phần quà của em Vi. Và sau hai phần quà này sẽ là phần quà của Thím Vũ và em Vũ chuẩn bị. Xin được cảm ơn với phần quà của gia đình Thím Vi và phần quà của em Vi. Tiếp theo xin được trân trọng kính mời giới thiệu trở về sân khấu sự hiện diện phần quà Thím Vũ và phần quà của em Vũ sẽ cùng trở bước về với sân khấu cưới để cùng trao quà cho cô dâu chú rể. Xin được trân trọng kính mời. Và xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới phần quà của gia đình Thím Vi. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng được chào đón với phần quà của gia đình Thím Vũ và phần quà của em Vũ. Và sau hai phần quà này sẽ là phần quà của gia đình Thím Nhi và phần quà của em Nhi. Xin được trân trọng kính mời chuẩn bị. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, theo bản đăng ký mà gia đình nhà trai gửi về ban tổ chức, chúng tôi ngay lúc này đây đón nhận được hơn 50 phần quà của gia đình nhà trai để gửi trao cho cô dâu và chú rể. Và ước tính thời lượng trao quà của sân khấu cưới ngày hôm nay, ban tổ chức chúng tôi ước tính nằm vào khoảng tầm 20 phút. Và tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng vui lòng ngồi tại vị trí trang trọng để cùng được chứng kiến. Xin được trân trọng cảm ơn. Xin được cảm ơn với phần quà của gia đình Thím Vũ, phần quà của em Vũ. Tiếp theo xin được trân trọng kính mời phần quà của gia đình Thím Nhi và phần quà của em Nhi. Xin được trân trọng kính mời. Và xin được trân trọng kính mời ạ, với phần quà của gia đình Thím Nhi và phần quà của em Nhi. Và sau hai phần quà này sẽ là phần quà của cô chú Hồng Tiền, phần quà của cô chú Tâm Lực và bà Thùy. Xin được trân trọng kính mời chuẩn bị. Và xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới phần quà của gia đình Thím Nhi và phần quà của em Nhi. Và chúng ta sẽ cùng được chào đón với phần quà tiếp theo, phần quà của gia đình cô chú Hùng Tiền. Và sau phần quà này sẽ là phần quà của gia đình cô chú Tâm Lực và phần quà của gia đình bà Thùy chuẩn bị. Xin được cảm ơn. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng được chào đón với phần quà của gia đình cô chú Tâm Lực, phần quà của gia đình bà Thùy ạ. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, trước khi đến với phần quà của gia đình cô chú Tâm Lực và bà Thùy sẽ là phần quà của gia đình cô chú Hùng Tiền. Xin được trân trọng kính mời ạ. Và lúc này đây tất cả quý vị và các bạn chúng ta đang cùng được chào đón với sự hiện diện qua phần quà của gia đình cô chú Hùng Tiền. Xin được trân trọng cảm ơn. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng được chào đón với phần quà của gia đình cô chú Tâm Lực và phần quà của gia đình bà Thùy. Xin được trân trọng kính mời. Và sau phần quà của gia đình cô chú Tâm Lực và phần quà của bà Thùy sẽ là phần quà của gia đình Thím Thảo và phần quà của em Thảo chuẩn bị. Và tiếp theo chương trình xin được trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng được chào đón với phần quà của Thím Thảo và phần quà của em Thảo. Xin được kính mời. Và sau phần quà của gia đình Thím Thảo, phần quà của em Thảo sẽ là phần quà của Thím Hà và cô Kỳ. Xin được trân trọng kính mời chuẩn bị đi ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng được chào đón với phần quà của gia đình Thím Hà, phần quà của gia đình cô Kỳ. Xin được trân trọng kính mời ạ. Và sau phần quà của Thím Hà, phần quà của cô Kỳ sẽ là phần quà của ông Kiều, phần quà của chú Dũng chuẩn bị. Xin được cảm ơn với phần quà của Thím Hà, phần quà của cô Kỳ. Tiếp theo ạ, xin được trân trọng kính mời giới thiệu trở về sân khấu phần quà của gia đình ông Kiều, phần quà của chú Dũng ạ. Xin được trân trọng kính mời ạ.
Và sau phần quà của gia đình ông Kiều, phần quà của chú Dũng sẽ là phần quà của chú Thủy và phần quà của ông Huyền chuẩn bị. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, lúc này đây thì danh sách trao quà của gia đình nhà trai chưa đi được một nửa. Tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục mời nước, mời châu mời trà ăn bánh kẹo ngọt để cùng tiếp tục chung chia và cảm ơn với những phần quà đặc biệt của gia đình nhà trai. Tiếp theo xin được trân trọng kính mời giới thiệu trở về sân khấu phần quà của chú Thủy và phần quà của ông Huyền, xin được trân trọng kính mời. Và sau hai phần quà này sẽ là phần quà của bà ngoại chú rể và phần quà của cậu Nhung, cậu Như chuẩn bị. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, lúc này đây tất cả quý vị và các bạn chúng ta đang cùng được chứng kiến rất nhiều với những phần quà đến từ bên phía đại diện gia đình nhà trai, đến từ bên nội và bên ngoại của chú rể đang cùng chuẩn bị và cũng đang được trao cho cô dâu và chú rể nhân ngày vui hạnh phúc chung đôi buổi chiều của ngày hôm nay. Cho phép ban tổ chức một lần nữa xin được trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành tới sự hiện diện đông đủ của tất cả quý vị. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng được chào đón với các món quà tiếp theo của gia đình nhà trai với sự hiện diện của bà ngoại chú rể, phần quà của cậu Nhung, phần quà của cậu Như, xin được trân trọng kính mời ạ. Và sau ba phần quà này sẽ là phần quà của bà Vững và phần quà của gia đình Quyết Hùng chuẩn bị. Và sau phần quà của bà ngoại chú rể, phần quà của cậu Nhung, cậu Như sẽ là phần quà của gia đình bà Vững, phần quà của gia đình Quyến Hùng chuẩn bị ạ. Xin được cảm ơn bà ngoại, cảm ơn gia đình cậu Nhung, cảm ơn cậu Như. Và tiếp theo xin được trân trọng kính mời phần quà của gia đình bà Vững, phần quà của gia đình Quyến Hùng, xin được trân trọng kính mời ạ. Và sau hai phần quà này sẽ là phần quà của cậu Linh, dì Lệ chuẩn bị. Xin được trân trọng cảm ơn. Tiếp theo xin được trân trọng kính mời giới thiệu trở về sân khấu phần quà của cậu Linh, phần quà của dì Lệ sẽ cùng bước về sân khấu cưới để cùng trao cho cô dâu và chú rể với những phần quà của mình. Và sau hai phần quà này sẽ là phần quà của bà ngoại Điệp, phần quà của Mông Bảo chuẩn bị. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, trong khi tất cả quý vị và các bạn chúng ta đang cùng được chứng kiến rất nhiều với những phần quà đặc biệt của gia đình nhà trai gửi tặng tới tân cô dâu và tân chú rể, xin được trân trọng kính mời tới tất cả quý vị và các bạn chúng ta đang có mặt tại bên dưới sân khấu cưới. Tại với những bàn đại tiệc, tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục mời nước, mời trà để cùng được chung chia niềm vui với cô dâu và chú rể. Đặc biệt tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng dành tặng cho nhau với những câu chúc tốt đẹp nhất, xin được trân trọng cảm ơn. Và tiếp theo chương trình xin được trân trọng kính mời giới thiệu trở về sân khấu xin diện qua phần quà của gia đình bà ngoại Điệp, phần quà của Mộng Bảo, xin được kính mời ạ. Và sau hai phần quà này sẽ là phần quà của em anh Kiều, phần quà của chú Chiếm, phần quà của gia đình chú Chiến Lam, xin được trân trọng kính mời chuẩn bị. Và xin được trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành tới phần quà của gia đình bà ngoại Điệp, phần quà của Mộng Bảo. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng được chào đón với phần quà của em Oanh Kiều, phần quà của gia đình chú Chiến Lam, xin được trân trọng kính mời. Và sau hai phần quà này sẽ là phần quà của chú Lư, phần quà của bạn Vững chuẩn bị ạ. Và xin được cảm ơn. Tiếp theo xin được trân trọng kính mời giới thiệu trở về sân khấu phần quà của chú Lư, phần quà của bạn Vững ạ, sẽ cùng bước về sân khấu cưới để trao quà cho cô dâu chú rể. Và sau hai phần quà này sẽ là phần quà của bạn Tiến, phần quà của bạn Hùng chuẩn bị. Và tiếp theo xin được trân trọng kính mời
giới thiệu trở về sân khấu phần quà của bạn Tiến, phần quà của bạn Hùng ạ. Xin được trân trọng kính mời hai bạn chúng ta sẽ cùng di chuyển về sân khấu cưới để cùng trao quà cho cô dâu và chú rể nhân ngày trông đôi hạnh phúc ngày hôm nay. Và sau phần quà của bạn Tiến và bạn Hùng sẽ là phần quà của anh Chuẩn và bạn Thùy chuẩn bị. Xin được cảm ơn bạn Tiến và bạn Hùng. Tiếp theo xin được trân trọng kính mời với diễn viên qua phần quà của anh Chuẩn và phần quà của bạn Thùy đấy ạ. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, sau hai phần quà này sẽ là phần quà của bạn Hiệp và phần quà của bạn Hảo chuẩn bị ạ. Tiếp theo chương trình xin được trân trọng kính mời giới thiệu trở về sân khấu phần quà của bạn Hiệp, phần quà của bạn Hảo ạ. Xin được kính mời. Và sau hai phần quà này sẽ là phần quà của chú Huy, phần quà của em Chiến chuẩn bị. Và kính thưa toàn thể quý vị các bạn thân mến, luôn ở đây tất cả quý vị và các bạn chúng ta đang cùng được chứng kiến rất nhiều về những phần quà ý nghĩa hạnh phúc của gia đình nhà trai đang cùng được gửi tặng trực tiếp tới tân cô dâu và tân chú rể để cùng thay cho những lời chúc mừng hạnh phúc tốt đẹp nhất. Và tất cả quý vị các bạn chúng ta đang có mặt tại biên giới sân khấu cưới sẽ cùng tự nhiên mời nước mời trà để chúng ta sẽ cùng được chung chia niềm vui với ngày hạnh phúc chung đôi của cô dâu và chú rể ạ. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, cách đây ít phút thì bản vững của chúng ta đã dở ra một chút công việc, nhưng ngay lúc này đây bạn Vững đang có mặt tại sân khấu cưới ạ. Xin được trân trọng kính mời diễn viên của bạn Vững sẽ cùng bước về sân khấu cưới để trao quà cho cô dâu chú rể. Và sau phần quà của bạn Vững sẽ là phần quà của ngoại quang và phần quà của ngoại quý. Xin được trân trọng kính mời. Và sau phần quà của ngoại quang và phần quà của ngoại quý sẽ là phần quà của chú Huy và phần quà của em Chiến chuẩn bị ạ. Xin được trân trọng kính mời giới thiệu trở về sân khấu phần quà của gia đình ngoại quang, phần quà của gia đình ngoại quý ạ. Và sau hai phần quà này sẽ là phần quà của chú Huy, phần quà của em Chiến chuẩn bị trở về sân khấu ạ. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì gia đình nhà trai chúng ta nhiều quà quá đúng không ạ? Một số quý vị chúng ta không đợi được đã lên trên giạp phụ để chúng ta dùng cơm rồi ạ. Xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện đầy đủ của toàn thể quý vị. Rất mong tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng vui lòng lưu lại tại sân khấu cưới một lần nữa để cùng tiếp tục chương trình và cũng được chứng kiến với những khoảnh khắc chung đôi của đôi con trẻ. Xin được cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Và xin được cảm ơn với phần quà của gia đình ngoại quang, phần quà của gia đình ngoại quý và phần quà của chú Huy, em Chiến đã có mặt tại sân khấu cưới chưa? Xin được trân trọng kính mời trở về sân khấu để cùng trao quà cho cô dâu và chú rể. Và sau phần quà của chú Huy, em Chiến sẽ là phần quà của gia đình ông Minh, phần quà của gia đình chú Thành. Xin được trân trọng kính mời chuẩn bị. Xin được cảm ơn với phần quà của chú Huy, phần quà của em Chiến. Tiếp theo ạ, xin được trân trọng kính mời sự hiện diện phần quà của gia đình ông Minh, phần quà của chú Thành. Và sau hai phần quà này sẽ là phần quà của chú Kiên, phần quà của bạn Bằng chuẩn bị ạ. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã tiến hành chứng kiến với những phần quà ý nghĩa hạnh phúc của gia đình nhà trai trao cho cô dâu và chú rể đến thời điểm này đã được 1/3 phần quà được đăng ký gửi về ban tổ chức rồi ạ. Và tiếp tục chúng ta sẽ cùng tiến tới với phần quà của chú Kiên, phần quà của bạn Bằng ạ. Xin được trân trọng kính mời. Và sau phần quà của chú Kiên, bạn Bằng sẽ là phần quà của gia đình Mộng Chi, phần quà của dì Chi chuẩn bị ạ. Xin được cảm ơn. Và tiếp theo chương trình xin được trân trọng kính mời giới thiệu trở về sân khấu với các món quà tiếp theo.
phần quà của gia đình Mộc Chi, phần quà của dì Chi xin được kính mời ạ. Các bạn thân mến, như vậy là những phần quà ý nghĩa hạnh phúc của gia đình nhà trai đến từ bên nội và bên ngoại của chú rể đã được trao cho cô dâu và chú rể một cách thành công và trọn vẹn nhất. Với những ai đang cầm trên tay những phần quà muốn được trao cho cô dâu và chú rể mà chưa được ban tổ chức chúng tôi mời về sân khấu cưới để cùng trao quà cho cô dâu và chú rể, xin được trân trọng kính mời tới tất cả quý vị chúng ta có thể chủ động trở bước về sân khấu cưới ngày hôm nay gặp ban tổ chức để cùng được đăng ký bổ sung, tránh cho sự thiếu sót của ban tổ chức chúng tôi. Và tiếp theo, chia tay với những phần quà của gia đình nhà trai, chúng ta sẽ cùng tiến tới những phần quà ý nghĩa hạnh phúc của gia đình nhà gái. Và lúc này đây, tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng được chào đón với gần 20 phần quà của gia đình nhà gái nữa. Xin được trân trọng kính mời phần quà đầu tiên, sự hiện diện của người bố và người mẹ kính yêu của cô dâu sẽ cùng bước về sân khấu cưới để cùng trao quà cho hai con. Xin được trân trọng kính mời bố mẹ. Bên cạnh đó là sự hiện diện của người em trai cô dâu ạ. Xin được trân trọng kính mời. Và kính thưa toàn thể quý vị, các bạn thân mến, tình cảm mạc từ bao giờ cũng là tình cảm thân thương nhất. Mà mỗi chúng ta dù đi môn xa cách chờ, nơi đó có người cha kính yêu, có người mẹ hiền đang mong mỏi chờ đợi chúng ta. Và mỗi khi con trái gió trở trời, mẹ sẽ luôn bên con, mẹ cho con cả niềm tin và cuộc sống. Ngày hôm nay, ngày thành lập gia đình mới của hai con, người bố người mẹ không có gì ngoài những phần quà để thay cho những lời chúc mừng hạnh phúc gửi tới hai con. Chúc cho hai con trăm năm hạnh phúc, yêu thương nhau đến trọn đời. Và chúc cho bố mẹ của cô dâu sẽ luôn luôn thật nhiều sức khỏe, sẽ đồng hành cùng với tình yêu của các con trong thời gian sắp tới. Và xin được cảm ơn gia đình nhà gái, cảm ơn gia đình nhà trai rất nhiều. Ban tổ chức chúng tôi xin phép được gửi tới gia đình nhà trai, gia đình nhà gái, chúc cho hai gia đình của chúng ta tình cảm thông gia, keo sơn, bền chặt, ngàn đời bền vững. Xin được chúc cho toàn thể quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe, sẽ cùng thật hạnh phúc bên những người thân thương nhất của mình. Cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Và sau phần quà của người bố mẹ và phần quà của người em trai cô dâu sẽ là phần quà của gia đình bác Hương, phần quà của gia đình bác Duy. Xin được trân trọng kính mời ạ. Cảm ơn bố mẹ bên phía đại diện gia đình nhà gái rất nhiều ạ. Tiếp theo chương trình xin được trân trọng kính mời giới thiệu trở về sân khấu phần quà của gia đình bác Hương, phần quà của gia đình bác Duy ạ. Xin được kính mời. Và sau hai phần quà này sẽ là phần quà của gia đình chú Trung, phần quà của gia đình chú Minh. Chuẩn bị. Xin được cảm ơn với phần quà bác Hương, phần quà của bác Duy. Và tiếp theo xin được trân trọng kính mời giới thiệu trở về sân khấu phần quà của gia đình chú Trung, phần quà của chú Minh. Và sau phần quà này sẽ là phần quà của em Trung, phần quà của bạn Hằng. Chuẩn bị. Cảm ơn chú Trung và cảm ơn với phần quà đại diện của chú Minh rất nhiều ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng được chào đón với phần quà của em Trung, phần quà của bạn Hằng đến từ bên phía đại diện gia đình nhà gái. Xin được trân trọng kính mời. Và sau hai phần quà, em Trung và bạn Hằng sẽ là phần quà của gia đình bà ngoại và phần quà của cậu Lương. Chuẩn bị. Cảm ơn với diện diện của em Trung, cảm ơn diện diện của em Hằng, bạn Hằng, một người bạn của cô dâu.
Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng được chào đón với phần quà của bà ngoại, phần quà của gia đình cậu Lương, xin được trân trọng kính mời. Và sau hai phần quà này sẽ là phần quà của gia đình mợ Tuyến, phần quà của anh Tuyến chuẩn bị ạ. Xin được cảm ơn bà ngoại và cảm ơn phần quà của gia đình cậu Lương rất nhiều ạ. Xin được trân trọng kính mời giới thiệu tiếp theo với phần quà của gia đình nhà gái mợ Tuyến, phần quà của gia đình anh Tuyến, xin được kính mời ạ. Và sau hai phần quà, đó là phần quà của mợ Tuyến, anh Tuyến sẽ là phần quà của dì Út và dì Hai. Xin được cảm ơn Mơ Tuyến và phần quà của anh Tuyến rất nhiều ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng được chào đón với phần quà của dì Út, phần quà của dì Hai, đại diện gia đình nhà gái. Xin được trân trọng kính mời. Và sau hai phần quà này sẽ là phần quà của bạn Na, phần quà của bạn Lan chuẩn bị. Xin được cảm ơn hai dì rất nhiều. Tiếp theo xin được trân trọng kính mời phần quà của bạn Na, phần quà của bạn Lan ạ, xin được kính mời. Và sau hai phần quà của hai người bạn của cô dâu sẽ là phần quà của chị Thu và phần quà của anh Kinh chuẩn bị ạ. Cảm ơn với hai người bạn của cô dâu, cảm ơn bạn Na và bạn Lan rất nhiều ạ. Tiếp theo xin được trân trọng kính mời giới thiệu với sự hiện diện hai món quà tiếp theo của gia đình nhà gái. Phần quà của chị Thu, phần quà của anh Thinh ạ, xin được trân trọng kính mời. Phần quà của gia đình nhà gái đã được ban tổ chức chúng tôi mời về sân khấu cưới và vinh danh tới tất cả quý vị, chúng ta cùng được trao quà tới ngày vui chung đôi của cô dâu và chú rể. Kính thưa toàn thể quý vị, các bạn thân mến, cách đây ít phút thì ban tổ chức chúng tôi vừa mới cập nhật với hai phần quà tiếp theo của gia đình nhà trai ạ. Xin được trân trọng kính mời hai phần quà được đăng ký bổ sung sẽ cùng trở về sân khấu cưới, đó là phần quà của gia đình Dưỡng Bình, phần quà của cậu Thuật, xin được trân trọng kính mời. Và kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta đang cùng được chào đón với sự hiện diện qua hai phần quà của gia đình nhà trai vừa mới đăng ký với ban tổ chức chúng tôi, đó là phần quà của gia đình Dưỡng Bình, phần quà của gia đình cậu Thuật. Xin được trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành tới với những phần quà ý nghĩa hạnh phúc của gia đình nhà trai. Và kính thưa toàn thể quý vị, tất cả quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình đại lễ thành hôn của cô dâu và chú rể. Và xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị và các bạn chúng ta, đặc biệt bên phía đại diện gia đình nhà trai, gia đình nhà gái, với những ai có những giọng ca vàng sẽ cùng trở bước về với sân khấu cưới ngày hôm nay, đăng ký với những ca khúc thật hay gửi tặng tới cô dâu và chú rể. Xin được trân trọng kính mời tới tất cả quý vị. Và kính thưa toàn thể quý vị, các bạn thân mến, trong một buổi chiều tiết trời vô cùng ưu ái và vô cùng đẹp như ngày hôm nay, và trong một bầu không khí tiệc cưới hạnh phúc của cô dâu và chú rể trang trọng, lộng lẫy và ấm cúng, sự có mặt đông đủ của toàn thể quý vị đó là niềm vui, niềm hạnh phúc của gia đình nhà trai chúng tôi. Lúc này cô dâu và chú rể của chúng ta thì họ đã cùng được đón nhận rất nhiều với những phần quà đặc biệt của gia đình nhà trai, gia đình nhà gái đến từ bên nội và bên ngoại của hai gia đình. Và tất cả quý vị chúng ta đã cùng được chứng kiến với những khoảnh khắc chung đôi hạnh phúc của cô dâu và chú rể. Những phần quà đó xin phép được thay lời cho cô dâu chú rể gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể quý vị. Và cô dâu chú rể của chúng ta, họ muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người, những người
đã có mặt tại đây để cùng chứng kiến niềm vui, niềm hạnh phúc cũng như chương trình đại lễ thành hôn. Xin được trân trọng kính mời tới tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng hướng sự quan tâm của mình trở bước về với sân khấu cưới và cùng nổ một tràng pháo tay thật to để chúc mừng hạnh phúc tới cô dâu chú rể được không ạ? Xin mời. Kính thưa toàn thể quý vị và các bạn thân mến, để cùng tiếp tục chương trình, xin phép tới toàn thể quý vị cho cô dâu và chú rể chúng ta tạm ngồi về bàn hạnh phúc một chút ạ. Và trong khi đứng trao quà, đứng nhận quà tới toàn thể quý vị, thì cô dâu và chú rể của chúng ta chắc cũng đã mỏi rồi ạ. Xin được trân trọng kính mời hai em chúng ta tạm ngồi về bàn hạnh phúc của mình. Và chúng ta sẽ cùng tiến tới với những phần quà âm nhạc đến từ bên phía đại diện gia đình nhà trai. Với cương vị là người chủ nhà, bên phía đại diện gia đình nhà trai chúng ta sẽ có một ca khúc gửi tặng tới toàn thể quý vị với sự hiện diện trở về sân khấu của bạn Thảo Vy. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời qua ca khúc của Thảo Vy ạ. Lần đầu tiên cho em xin gửi tới quan viên hai họ, các cô dì chú bác gần xa một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất ạ. Nhân buổi lễ ngày hôm nay thì em xin chúc anh chị sống hạnh phúc, sống hạnh phúc và trọn vẹn phu thê ạ. Thay mặt nhà trai thì em xin gửi tới các quý vị một ca khúc mang tựa đề là Đường về Thanh Hóa. Và xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới ca khúc của gia đình nhà trai đã cùng được gửi tặng tới cô dâu chú rể, hát tặng cho toàn thể quý vị trong buổi chiều của ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn với bạn trẻ đến từ bên phía đại diện gia đình nhà trai rất nhiều. Và kính thưa toàn thể quý vị, các bạn thân mến, có trai con gái thì mới nên xuân được không ạ? Gia đình nhà trai đã hát rồi, gia đình nhà gái chúng ta đang ngồi đâu ạ? Xin được trân trọng kính mời một đại diện, một ca khúc của gia đình nhà gái sẽ cùng di chuyển về sân khấu cưới ngày hôm nay, hát tặng cho cô dâu chú rể cũng như gửi tới gia đình nhà trai chúng tôi một ca khúc được không ạ? Xin được trân trọng kính mời gia đình nhà gái đây ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin được cảm ơn với sự hiện diện qua ca khúc của gia đình nhà gái, một ca khúc hát về chủ đề tình yêu. Xin được trân trọng cảm ơn. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, tiếp tục chúng ta sẽ cùng hướng với sự quan tâm của mình trở về sân khấu cưới để cùng được chào đón sự hiện diện của cô dâu và chú rể. Xin được trân trọng kính mời hai em chúng ta sẽ cùng nắm chặt tay nhau khởi thân đứng lên đẹp. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, chương trình đại lễ thành hôn của đôi con trẻ tân chú rể Lương Cường và cô dâu Hà Uyên trong buổi chiều của ngày hôm nay đã diễn ra trên dưới một tiếng đồng hồ. Tất cả quý vị và các bạn chúng ta đã cùng được hòa mình và cùng được chứng kiến rất nhiều với những nghi thức trang trọng ý nghĩa, đặc biệt là rất nhiều với những phần quà ý nghĩa hạnh phúc của gia đình nhà trai và cả gia đình nhà gái đã trao và tặng cho cô dâu chú rể trong buổi chiều của ngày hôm nay. Xin được thay lời cho cô dâu chú rể cảm ơn sự hiện diện đầy đủ của tất cả quý vị. Chúc cho toàn thể quý vị chúng ta có thật nhiều sức khỏe, một ngày làm việc thành công vui vẻ, làm ăn phát tài phát lộc. Chúc cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Và lúc này đây chương trình đại lễ thành hôn đang còn rất dài, nhưng vì điều kiện thời gian không cho phép, chúng em ban tổ chức chúng tôi xin phép được khép lại chương trình đại lễ thành hôn cho đôi con trẻ tân chú rể Lương Cường và cô dâu Hà Uyên tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn toàn thể quý vị, cảm ơn tất cả quý vị đại diện cho gia đình nhà trai, gia đình nhà gái, quý vị quan khách, bà con lối xóm đã cùng bất chút thời gian vàng ngọc của mình chờ bước về với gia đình nhà trai để dự và tham dự chương trình đại lễ thành hôn. Xin được thay lời cho cô dâu chú rể cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều và xin phép được kính chào tạm biệt.